Hello, chào các bạn. Hôm nay Duy Bàn Thờ làm video này so sánh cho các bạn hai mẫu bàn thờ ông địa của bên Duy. Ở bên trái đây là mẫu bàn thờ ông địa triển sen, mẫu truyền thống bình thường của bên Duy. Đây là combo bàn thờ ông địa tam cấp sen có bục. Duy sẽ nói chi tiết về cái mẫu này, tại vì đây là mẫu mới, và so sánh cái điểm hay, ưu nhược điểm và cái sự khác nhau của hai mẫu bàn thờ này cho các gia chủ cùng tham khảo để có cái lựa chọn chính xác khi mà chúng ta lựa chọn bàn thờ thần tài để thờ cúng. Với những cái mẫu này thì được các cái quý gia chủ là những người làm ăn kinh doanh, có cửa hàng hoặc là nhà dân mà có phòng khách tương đối rộng từ 25 mét vuông trở lên, các gia chủ đặt những cái bộ tam cấp bàn thờ ông địa như này rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Như bộ này thì có kích thước ngang của nó là 88 này, đó, sâu là 68. Bề cao của bàn thờ ông địa là cao 68, ngang 48, sâu 48. Tam cấp sen là cao 60, sâu 48. Bàn thờ được làm từ gỗ thịt tự nhiên. Đấy, nhìn qua thì các bạn sẽ thấy là hai cái mẫu bàn thờ này khác biệt nhau rất nhiều. Một bên là được cái bàn thờ này được đặt trên một cái bục cao đẹp, đó nhìn rất là uy nghi. Một bên thì để trực tiếp dưới đất. Thì cái ưu nhược điểm của hai cái bàn thờ này đó là khi mà các gia chủ mà thờ cúng đồ cúng nhiều á thì các bạn có thể để trên cái bục này nữa. Đấy, còn cái bên này thì các bạn để xung quanh bàn thờ, để dưới đất thì nó không được sạch sẽ, không được trang nghiêm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các gia chủ mà có nhiều đồ cúng và có những vật phẩm trang trí, đấy, hay là những cái bình bông thì các bạn có thể để trên những cấp như này, cấp sen ở đây, cực kỳ là tiện lợi và nhìn rất là đẹp, tạo hình cho cái bàn thờ thần tài rất là trang nghiêm. Đấy, bàn thờ thần tài không chỉ đẹp mà còn phải đẹp và nó nâng tầm thẩm mỹ của ngôi nhà, của nhà bạn nữa, và đẹp trong mắt anh chị cô chú bạn bè đến xem bàn thờ. Đấy, bàn thờ thì có gắn đèn hết nha các bạn. Đó, thì nhìn qua là các bạn thấy là có rất là nhiều cái ưu điểm của cái bộ combo bàn thờ thần tài này. Đấy, thứ nhất là nó đẹp, nó trang nghiêm bàn thờ. Thứ hai là chúng ta bỏ đồ cúng được nhiều hơn. Thứ ba là bàn thờ ở trên cao, đồ cúng để trên những bục như này nó sạch sẽ. Đấy, thay vì là để đơn giản như thế. Đó là Duy đã đưa ra cái so sánh của Duy, kinh nghiệm của mình cho các bạn tham khảo để lựa chọn cái mẫu bàn thờ thần tài để thờ cúng cho trang nghiêm, cho đẹp. Đó, Duy thì đánh giá rất là cao cái mẫu bộ tam cấp sen này, rất là đẹp. Tam cấp sen này thì có thể làm nhũ vàng những cái chỗ sen này nữa thì nó càng đẹp hơn. Đây là do là làm theo ý của gia chủ, thì gửi về cho gia chủ anh Ngọc ở An Giang. Ok, thì Duy sẽ đóng hàng và gửi hàng đi cho anh khách. Cái này là mới ra lò luôn, review cho các bạn ha. Ok, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ Duy Tâm để Duy thường xuyên ra những cái clip, những sản phẩm đẹp độc đáo về đồ thờ cho các bạn cùng xem. Nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ cho người thân cái video này nhé. Duy có để trên góc màn hình đấy, thì các bạn cứ liên hệ số điện thoại hoặc là kết bạn Zalo 0386 149 178 thì Duy Tâm sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bạn. Nếu các bạn thích thì có thể liên hệ, Duy sẽ tư vấn thiết lập cho bạn những cái mẫu bàn thờ ông địa đẹp cho nhà mình nhé.